Rồi còn giờ tĩnh mạch thì giờ tĩnh mạch
lại luôn luôn là tất cả động mạch lẫn tĩnh mạch ở nhiều chỗ, động mạch lớn động mạch nhỏ, thì cái việc mà sau đó hình thành cái khối nó không thể nối giữa cái giò động mạch này là cái biến chứng từng gặp ha. Nhưng mà cái này thì cũng dễ giải quyết, dễ nước rồi. Nên là bệnh nhân được theo dõi nhé, trong 6 tháng đầu sau sản phẩm mình sẽ đưa ra sự kiểm tra cái này là đương nhiên ha. Rồi bây giờ tới cái phần thứ hai, lúc này nói cái chấn thương và cái chấn thật, và bây giờ tới phần về chấn thương cái niệm quản, chấn thương niệm quản, niệm vô niệm hay chủ niệm, niệm chấn thương niệm quản thì nó sẽ là vô niệm hay chủ niệm, còn bình thường là ngăn cách cái lâm sàng bình thường, tại vì con người có cái niệm quản, nếu như mà nó chấn thương ở đây thì nó còn phải gia tăng cái mà cái nhu cầu của nó sẽ là kiểm tra ung thư của quý vị. Như vậy thì các cái tỷ lệ các sẽ biến vô niệm và kiểm niệm là vô niệm theo một cả hai. Tương ít gần các cả hai cái điểm của một cả hai bên thì tương ít gần, hoặc là một cái nào một bên, nhưng bên còn lại chức năng nó rất là kém rồi. Tức là ý em nói là một bên thận chức năng kém, một bên thận lành, một cái làm ung thư cái bên thận lành thì không biết có cái vô niệm và kiểm niệm hai cái những cái chứng này cũng sẽ không thường gặp đâu. Đau vùng chậu hơn cái dài sau có cái vùng chậu, cái này có lý, cái này là đúng nè, đau vùng chậu hơn cái dài sau có cái vùng chậu đó là chính, mà cái biến gì chính thì một do nước tiểu có vết thương hay qua thông đạo, cái này là một cái biến chứng mà muộn dĩ nhiên nó đã tới mức độ mà nó dò được, chẳng hạn cái để loại càng sau nó dò được, cho nên cái vết thương mà mới hình thành thì nó có hình thành được cái lỗ dò đâu nha. Đây là những cái biến chứng muộn, mình đã thấm nước tiểu ra ngoài qua hệ hay là cái tập điện thoại liên quan niệm quan, và cái này không có vấn đề gì. Rồi bây giờ sẽ nói cái tổn thương mà niệm quan thường gặp nhất trên lâm sàng của bệnh nhân là cái vết thương ngưng thở là đây. Các em thấy cái hình ảnh này liên quan đến sản, các em nào sau này muốn đi sản thì nhớ cái bài này, tại vì cái lâm sàng thì bệnh nhân xử lý vấn đề sản cũng khá là nhiều ha. Cái chuyện là phẫu thuật của khoa khi họ có biến chứng chẳng hạn như là đờ tử cung hoặc là rách tử cung mà người ta cầm máu không được, trong lúc mà cuối cùng người ta vào trong ổ bụng, người ta mở ra đó máu cứ dâng lên không thấy chỗ cầm máu, người ta cột hoặc tử cung người ta cột các ổ mỏng để cột người ta cắt, thì cái chuyện là cắt nhầm cái niệm quản là chuyện thường thường. Mà tại sao là cắt nhầm? Các em phải nhớ cái dịch vụ của nó, ngắm cái hình, nhìn cái hình hai cái niệm quản đây có đi từ dưới cái chỗ dễ cắt nhất là ở đâu, là chém ngay cạnh cái cổ tử cung này, nó có một cái nhánh động mạch ở đây đi vào nuôi tử cung, cái nhánh đó nó ở cạnh cổ tử cung, nó khoảng nó là 0.5-1 cm cạnh cổ tử cung, thì cái vị trí này là vị trí mắc kéo thường quạt và là vị trí mà trên lâm sàng lúc mà cắt tử cung hay cổ chứ cạnh sẽ được vào đây. Rồi thường đó là gì, có bao giờ một là cột, tức là người ta dùng chỉ ta cột nó không thể cắt, nó còn nguyên đường chỉ trong đó. Cái thứ hai cắt rời cột xong rồi cắt thì người ta ngang qua luôn là đứt niệm quản luôn, một là bị cột, hai là đứt niệm quản, thứ ba là người ta dùng dao điện nó có thể người ta cắt ngang qua, người ta cắt nửa cái niệm quản nó là còn dính nữa, thì là đường lâm sàng gặp ba loại đó. Thì ba loại thì đây chứng thương niệm quản gặp thường gặp đứt khúc nối niệm quản ở trẻ em, rồi là các cái sang chân ha. Còn ở trên lâm sàng thường gặp của người lớn mình thì đây là do vết thương thở, do đâm nạn bắn phục bọt tập tự tôn không hạ bột bắt bột cái gì, còn vết thương là do đâm nạn bắn phải cảm hóa lên, nó làm trong cái bệnh cảnh tổng thể như lúc nãy anh nói đó, thì mình sẽ xác hết bị bi xử lý cái đó. Còn mà cắt tự tôn không hạ bột cắt phục bột cũng mang một suy nghĩ ha. Rồi thì thường gặp mà các cơ chế tổn thương của một cái các niệm quản như do tử tiểu đó là cái vấn đề vừa nghĩ vừa nghĩ đó thì định luận ở đây thì đau bụng sốt 10 ngày sau có cuộc nhậu phải như là có tổn thương quản thường là cái này các em, nếu là não buồn lại thì nhớ cái này, tại vì thường trên lâm sàng nó nằm trong một cảnh rất là trong đau sốt sốt 10 ngày sau có cuộc nhậu không mang những vấn đề ở đó thì ngoài ra nếu mà có thì các em phải luôn nhớ tiếp theo một cái
là đẹp, một cái nghiệp sản của nó thì nó sẽ không có gây ra trường hợp chúng ta những cái tình cảnh cũng đúng rồi chỉ dồn trong giờ điều khoản không đạt cái này thì một dòng điều khoản trong lúc cắt thực công ha. Cái này là bên bên mình nhập từ dương đi bị chẩn lên từ vũ về cái vấn đề này, thấy sau khi mà cắt thực công xong ra được là hai tuần rồi bệnh nhân bắt đầu chảy nước tiểu qua hạ âm đạo thì cái này nó cũng em cũng ngay trên lâm sàng thì dù có cái đó em cũng thể nghĩ được rồi thì rồi đây là cái hình ảnh mà bị bột nhầm của các bạn em thấy không, tại sao anh nhìn cái hình ảnh thẩm mỹ này là bị bột nhầm chứ không phải là bị cắt rời, đây là cái hình trình suy giảm ở trên xuống nha, bột nhầm các em thấy cái này mọt rồi, còn nếu mà bị cắt rời thì nó bắt rút em qua ra toàn qua này, cho nên nhìn cái hình này cắt cùng rồi em biết nó bị bột đấy nha. Rồi đây vừa mới nói xong hình kia thì đây nhìn vào cái hình này thì đó là các em biết cái hình này cái hình mà bị cắt cắt ngang có thể là đứt một phần cũng có thể là đứt toàn bộ, tại vì cái đứt một phần ở đây thì cái nước tiểu nó phát ra đây nó cũng không xuống dưới nữa cho nên nó cũng không hiện thành dưới đâu, cho nên tới đây sẽ biết nó là một cái vết thương của cái niệu quản không hoàn toàn đứt không hoàn toàn nghe này tổn thương niệu quản do không duy trì các em và lâm sàng các em có biết ở bên tiết niệu thì nó cái chấn thương của mình là trên tiết niệu thì nó có hai loại là lưu trong và lưu ngoài, chấn thương trong của nó đây là cái lưu trong gọi là cái không duy trì ta gọi là duy trì là duy trì ta đó là nó có hai đầu nó mọc một đầu nó mọc vào trong cái bề mặt ở phía trên một đầu nó mọc vào trong cái bàng quang nó giữ ở đó mục đích là để giữ nước tiểu từ bề mặt xuống cái bàng quang thì đây tổn thương khi nào tổn thương được quá nhiều càng chặt vào đây thì dưới này dưới bàng quang như vậy thì tổn thương cái niệu quản này nó gây ra thường là do nặng ở trên xuống và nặng dưới lên cái này là chỉ nặng qua thôi bởi vì các em mà giống như cơ chế nếu ra là từ dưới các em đặt lên thì thường cái vị trí này các em đẩy lên trên này cái vị trí trên nó đúng thì thường không phải là dưới thôi, cái này thì các em không phải đi làm sai nha, không nói qua được không nói thêm rồi ở đây là một cái mà chấn thương niệu quản trong quá trình phát sinh nội soi cái này do bác sĩ bộ kiến thiết niệu gây ra ha. Thì cái niệu quản của mình nó có dạng ống, cái viên sỏi nó nằm trong cái niệu quản thì thường nó như vậy, khi em đưa cái rọ qua em chụp vào cái đầu sỏi thì thường cái trung hướng của nó muốn lôi cái viên sỏi ra thì nó sẽ gây ra vài chuyện, thứ nhất á là nó lột cái mạc niệu quản ra đây làm thấy nó trùng mạc niệu quản xuống, thứ hai là đứt trọn cái niệu quản mà cái mạc lực thì hoàn toàn không kiểm soát được, nó đứt nó phải đứt cái chỗ mà lôi đi ra, nó có thể nó đứt trên tới về thận hoặc là nó lột toàn bộ cái niêm mạc ra, nó không đứt nhưng nó lột hết toàn bộ cái niêm mạc này lột ra à, đây là những biến chứng cả tám sỏi nội soi trong nó tiết niệu, cái này thì anh chị nói thêm điều này rồi thì bây giờ tổn thương niêm mạc thì dĩ nhiên tổn thương thì tổn thương niêm mạc còn bên dưới thường được đóng gọi là quang, dĩ nhiên nếu mà những cái tổn thương nằm trong bên dưới thì sao là cái đoạn mà bên dưới đó, thì thứ nhất là nó sẽ còn quan, thứ hai là cái lượng máu nuôi ở trong đó nó cũng không thực sự là tốt, cho nên nếu mà các em không có tập tập thì thường nó cái chỗ nó lạnh nó còn bên dưới không tốt, cho nên là thường là cắm trực tiếp cắm để thì họ sẽ có thể là gọi cái nào là cắm cắm tức là nó cũng là lấy cái đoạn niệu quản đó mình chôn vào trong cái niêm mạc của cái bàng quang để mình tái lập lại cái đường lưu thông của nước tiểu. Nhưng mà
mổ ba bốn lần này, tại vì sao lần nào các em không làm được, hoặc là các em nói là môn mặt mà các em tốt thì nó sẽ đẩy được nhân vào tình trạng viêm phúc mạc. Các em không những cái lần sau đó, lần đầu của sạc các em không làm được thì làm sao những cái lần sau nó không trên một cái nền mặt viêm mà có làm được. Chính vì vậy cái đen là những lần nhất từ mỗi lần này các em sẽ mổ tiếp lần thứ ba nó không làm được đâu nha. Cho nên là nếu mà trên một cái nền hiểm trở đây là người tập trung thôi, nếu mà được tạo thành hiệu quả thì không tạo thành trên hiểm trở nha. Đây, đây là cái hình ví dụ đây là đứt niệu quản và một vai giữa, đây là đứt niệu quản và giữa, các thấy rõ ràng người ta có cấu hình ngay cái đoạn vai giữa là cầu nối về phía trong cầu nối tận tận, còn cái chuyện người ta CP này thì đây là cái này là về mặt kỹ thuật để người ta mở rộng cái tiết diện của cái niệu quản ra cho nó không có hẹp về sau. Đây là các kỹ thuật của nó tận tận, luôn luôn người ta phục, người ta cắt quát, không thẳng bao giờ cắt quát thì nó mới tăng cái diện tích của cái biểu quản lên, người ta sẽ tăng cái diện tích của cái lọc này. Đây là cầu tận bên, tại sao được biểu quản lại cầu tận bên? Chỉ trong một số cái trường hợp nam thận đôi, biểu quản đôi, đứt cái biểu quản rồi thì người ta phải cắm cái chỗ mà biểu quản đôi, nếu người ta cắm vào cái đoạn biểu quản còn lại, chứ là chứ không thể nào có cái vị trí mà kéo nó xuống tới bằng quạt được. Cho nên đây là kiểu cầu tận bên, thì cái cầu quái mặt ra thường gặp trong cái tình huống nào, à có thể anh cho bị quyết chẳng hạn đó, để cho bài dòng để các em hãy nhớ là trong một số trường hợp nhà mới tận đôi nhiều tận đôi ha, thì các em biết này không tận bên hoặc là trong cái số cái trường hợp mà đứt quá dữ, có nghĩa là gì, nó có dữ là gì, các em cái thận hai thận mà các em đứt một bên, còn một bên những cái bên còn lại các em không cách nào các em kéo xuống cái bàn quạt, còn cái thì chỉ có một cách em nó kéo qua cái bên còn lại các em cắm nó vô cái kiểu lợp bên thôi, gọi là hai vào hộp một đó, xài lại cái bàn quạt bên này thì đây, đây là cái hình cắm hiệu quả ha, cắm lại hiệu quả của bàn quạt thì các em sẽ đi cái đường đây là đường một sân ha, em sẽ đi vào cái đường này để cho các em cắm thì đây một độ cân cơ cú trúc em đi ba đã có đặt ra vấn đề gì đâu, đây vấn đề kỹ thuật mổ giới thiệu cho biết con nha, đó đây là một độ quái nha, đây là cắm, đây là cắm, tại sao cái đường sẽ nó dài vậy thì cho người bệnh, tại vì đây là các em tạo ra một cái đường thẳng, các em tạo ra một cái đường thẳng, các em có biết học, các em có biết cái bây giờ nói là tí về cái mặt sinh lý, các em có biết tại sao mà cái nước tiểu ở trên cái bề thận của mình xuống, nó chảy từ trên xuống, nó không bị tổn thương ở trên cái thận. Tại vì cái áp lực ở trong cái bàng quang, em phải biết đó, mình có phải lúc nào mình bàng quang mình cũng sẽ mình khi mà mình đi tiểu, khi mình thận tiểu là trong cái bàng quang mình có cái áp lực cực kỳ cao, bàng quang nó căng đầy nên nó chứa khoảng 300-400 ml nước tiểu, càng thận tiểu càng bị tiểu càng thận rành nữa. Thì câu hỏi này đặt ra tại sao là cái nước tiểu nó không có dụng lực ở trên cái thận? Cái này là các bạn sinh lý sẽ phải biết ha, là nó có cái cơ chế chống trào ngược tại cái miệng niệu quản, là cái niệu quản khi nó cắm vào trong cái bàng quang nó bị vô trong cái đường thận, nó nằm xuyên ở trong đó thì khi mà được bàng quang mà nó cao cái đường thận nó bị bọt dẹp xuống thì nước tiểu nó sẽ không có trào ngược lên. Thì ở đây phương pháp một người ta sẽ cắm theo đúng cái người ta dạy họ đó, đi xuyên cái đoạn khoảng 2-3 cm ở trong cái niệu quản bàng quang để đảm bảo là khi bàng quang nó căng lên nó sẽ cái vị trí của cái niệu quản là nước tiểu sẽ không trào ngược lên. Cái này thì nó hơi sâu, cái này nó hơi sâu. Cái này như là những cái tình huống này, nói nó hơi sâu. Cái sau đây là những cái tình huống mà các em cần mở rộng sử dụng khi mà nó đứt đoạn niệu quản nó lên cao, các em mất nguyên một cái đoạn niệu quản rất dài, không thể kéo xuống bằng quang thì cái biện pháp của người ta sẽ lôi cái ruột ra, ta cuốn lại để nó tạo thành cái miệng rộng mới, gọi là cái vạt có cuốn, vì cái vạt có cuốn xuống để tạo thành cái miệng quản mới. Thì cái này cái đây các em thấy ở đây không, đây phải là cái vết thương gì của ruột nha, đây là cái chỗ người ta lôi cái ruột xuống và có cuốn này, cái cuốn này thì nó tự nhiên có cái cuốn của ruột này nó mới lôi được cái đoạn miệng quản mới này, thì đây người ta sẽ lôi cái cuốn này xuống, đây nó ra cái đoạn ruột. Cái hình tiếp theo đây,
từ một cái đoạn ruột xuống, người ta cắt, người ta mở rộng, người ta xoay chiều, họ phải chuẩn bị và có cuốn. Đây người ta sẽ tạo thành mở nó ra, nó thành ra cái vạt như vậy, ra cái vạt dọc, xoay ngang nó thì nó sẽ tạo thành cái vạt em. Nó có cuốn thì nó mới nuôi được, và các em cuốn lại, các em sẽ gặp nó lại, nó thành cái hình tròn, đặt cái đó trong đó, cái hình tròn thì nó sẽ thành cái hình vạt, thực tế là cái ruột. Và các em cầm nó lại, cái hình vạt nó đưa xuống mặt vạt. Cho nên thực ra, trong bất kỳ cái chuyên khoa sâu nào của người ta, chúng ta có những cái kỹ thuật nó rất là phức tạp để mà xử lý những cái tình huống khó. Rồi. Đây cái hình này chúng ta nói là ba cái bạn có cuốn đây, ba cuốn nuôi đây, cái đoạn đó người ta sau khi người ta tạo hình được cái đoạn đó người ta cắm lại cho chúng ta bằng quang. Rồi muốn chứng một hàm hiệu quả chỉ nhiên trên một cái nào của một hộp nào mà các em không nối trên một cái ống, kể cả ruột thì nào cũng có biến chứng, còn thể là hẹp đó, kể cả các em không nối hai cái đoạn ruột với nhau thì nó cũng có khả năng nó tắt ruột. Nên chúng ta làm một cái hẹp sơ hóa thuật khúc mạc viêm thận để tạo ra hiệu quả chấn thương bằng quang. Chấn thương bằng quang bây giờ qua phần tiếp theo là bằng quang. Cái gì trời? Rồi bây giờ chấn thương bằng quang thì các em phải nhớ hai phần thôi. Là cái chấn thương bằng quang này là nó phải nằm ở trong và ở ngoài khúc mạc, tại vì nó xử lý tất cả khác nhau về trong và cái ngoài khúc mạc. Vậy là ngoài khúc mạc được không? Bằng quang thực ra ở đâu? Thì bây giờ cái chấn thương của nó thì đầu tiên là tiền sử chấn thương thì dĩ nhiên rồi ai cũng vào cũng phải hỏi tiền sử chấn thương khi anh đi lên sàn. Các anh thấy giữa đêm một bệnh nhân vào không thể uống được, lái xe uống rượu, thì các anh cũng biết chứ, từ những bệnh nhân đó thì thường đưa vào và nó được đại nó là rồi gãy xương chậu rồi nãy rồi sẽ có những cái hình ảnh về cái cầu này, đau lên xương mu và nứt thành một tiếng máu. Rồi các anh chung đây là cái chấn thương, các em sẽ có nhiễm trùng thì các em sẽ có phản ứng thành bột, hoặc là cái máu tụ ở trong đó bản thân nó kích thích nó cũng có thể gây ra phản ứng thành bột. Phim bằng quang nó cản quang và là chụp xuất phẩm bi là chụp bằng quang thì thấy hình ảnh bằng quang hút cản quang ra ngoài. Rồi cơ chế trực tiếp hoặc là cái sự chọn cái cơ chế của chấn thương bằng quang thì nó thường là nó chỉ có hai cái cơ chế thôi. Một là động vật, các em động vật trực tiếp có cái ngã mà vùng trên xương mu không gãy xương thì nó sẽ vỡ bằng quang, thì nó vỡ bằng quang khúc mạc, ngoài khúc mạc đánh giá sau. Cái thứ hai là khi một cơ chế chấn thương rất nặng và là một tai nạn, mà thường các em thấy tai nạn giao thông tông xe té hoặc là tai nạn lao động bị máy chèn ép và thì các em sẽ thấy người ta có vỡ khung chậu kèm theo, thì cái chấn thương giữa hai cái loại này nó sẽ ra là khác nhau. Rồi, lâm sàng nó chỉ có tiểu máu, rồi có tiểu máu. Mà nếu mà cái còn tiểu máu được thì nghĩ là tốt. Vì sao? Còn tiểu đường thì mình nghĩ nó là có thể nó có vỡ cái bàng quang. Thì thường là tiên lượng nó tốt hơn là nếu mà nhà động vật vô mà các em thấy cả 6 tiếng 7 tiếng sau họ đi tiểu được thì không thể đứng đứng nào. Thì dĩ nhiên nó sẽ gợi ý cho em ngay một cái chấn thương ở mức độ nào vỡ trong khúc mạc, ngoài khúc mạc anh đã nói rồi. Vỡ bàng quang tự nhiên, nếu mà anh cũng chưa gặp trường hợp nào vỡ bàng quang tự nhiên cả. Tự nhiên không thể là cái gì mà nó không có. Bởi vì sao? Bàng quang thì nhiều người có thể là các cái lớp cơ bàng quang ba lớp đó, nó đang với nhau không có bất thường, nó đang với nhau không tốt thì có thể nó có một cái điều yếu. Mà thực ra cũng nằm trong cái tình trạng chấn thương ở chỗ nào đó, nên nó vỡ cái chỗ yếu ra. Chứ tự bản thân nó mà vỡ thì nghĩ nó không có gặp. Đây cơ chế động vật, đây là động vật tiếp ngã trên xương môn ha. Và cái ngã thứ hai đó là cái tầng xương môn chấn thương ve là đường ở dưới này chấn thương ve, thì dĩ nhiên giữa hai cái này thì cái đường mà chấn thương của tầng xương môn ve bao giờ cũng nặng và cái loại hậu quả nặng nhẹ hơn. Và cái sẽ nói tiếp, đây là cái hình nghiệm phẫu của cái bàng quang, có mấy vấn đề này. Cái bàng quang có mấy cái trong một cái sàn chậu học, rất nhiều cơ mặt nó buồn chậu, nhưng tại sao cái hình này nó bạn nó rất là tóm tắt trên này. Bạn nhìn cái hình này là nếu em biết thì nhìn cái hình này cái đủ đó. Đây bàng quang, bản thân nó là bàng quang có liên quan tới cái phần dẫn tiểu, đây nó có liên quan tới cái phần tứ
và những cái gì giữ cho nó hoàn toàn, các cái là đặc biệt, cái gì giữ cho nó ở cái vị trí này, nó gọi là cái cơ ngang ở đây. Đây, nhìn ở đây nó thấy có một cái cơ, nó chỉ ngang qua đây, đây là hai cái cơ, thì cái cơn cơ chỉ ngang này, người ta gọi là nó một vị trí, nó nang, gọi nó là nó có phần cơn cơ đấy, nó là mọi vấn đề nó là nó giữ cho bàng quang của bàng quang tuyến tiền liệt ở đúng vị trí thẳng đẹp như vậy. Và khi mà có một chấn thương rách cơn cơ đấy dùng giữa chấn thương mà có bằng việc dùng thì thường là như thế này, bên lâm sàng thế nào mà nó thì toàn bộ cái cơn cái cơ của cháu nó rất là khỏe, nó sẽ kéo vào một cái cổ bằng quang nó lại là cái tuyến tiền liệt lên trên một cái điểm cơ của cháu vào gãy xuống cả cái vào trong này càng đẩy lúc cái ngón tay của em và các cổ không thấy cái tuyến tiền liệt càng đi khám thì ra sẽ thấy cái tuyến tiền liệt rõ cái ngón tay. Trong những cái tình huống này em đẩy đến em thấy tại sao nó nằm cao quá như vậy, ở phía trên là thì em đã biết rằng là tình em đã rất hoàn toàn lừa đảo và đã tổn thương rất nặng cho hoàn toàn dịch rồi, không còn cái gì để giữ nó lại phía ở cái vị trí này rồi. Còn bây giờ để em nói thêm, và trong cái này nó có cái gì ở đây, nó hoàn toàn dịch nó có cái gì ở đây, cơ rất giữa nó có cái gì, nó có cái cơ thắt ngoài ha, nhiệm vụ gì tên rõ cái này nói sao, nhưng mà nhìn chung là những cái mà tai biến sau đó bao gồm có cả tiểu không tự chủ, nó nằm ở cái vấn đề ở đây khi mà anh tổn thương cái vùng này. Đây là một cái phân loại về mà chấn thương bàng quang theo hiệp hội về chấn thương Hoa Kỳ, nó chia ra là các độ sau độ một là tụ máu ở trong bàng quang là bao nhiêu lần, thứ nhất lớp niêm mạc, thứ hai đó là lớp cơ, và cái thứ lớp ngoài thì cái đầu một nó là tổ máu nhiều lớp, cái lớp niêm lớp lên một lần rồi ha, một lần dĩ nhiên là chỉ có một độ. Thứ hai là có một vết lộn, các vị thấy đây có một vết rách này người ta tính nó là dưới 2 cm được không, mà nằm ngoài khúc mạc nha, nằm ngoài khúc mạc. Độ ba là gì, độ ba là vết rách này nó lớn trên 2 cm hoặc nó có hai cái mọc ở đây, một là lớn hơn 2 cm hai là nhỏ hơn 2 cm hoặc là một, tức là vào trong khúc này, nhớ hai cái chỗ này thì vùng nào không gọi gì nó được. Thứ ba là độ tiếp theo là bốn là lớn hơn 2 cm đúng không, mà vào bên trong khúc bụng rồi, và chúng tới là một năm là cái độ mà có nặng như nói lúc này nó liên quan đến phần nó liên quan đến phần dục, vừa là nó bắt cổ bằng quan và vị trí thấp nhất bằng quan, đây là cái vị trí nặng nề nhất nha. Đây là cái hình phía sau dẫn cuối dịch đạo nha, nó sau cái dịch đạo này thì thật ra các chị thấy đây là cái mô rắc nặng nề ở đây là cái rắc cái kiểu bộ tiền tuyến, còn cái hình bên cạnh này là rắc ở cái vị trí tiền động mạch mà tôi đã nói là ở trong động mạch nha. Dĩ nhiên là nếu mà ở trong động mạch gọi là trong thì trong nó có nghĩa là nó tổn thương vào trong khúc mạc, nó tổn thương vào bụng, thì dĩ nhiên là cái hình chụp gan sẽ thấy cản qua cái đen nó hỏi vào giữa nó sẽ quay rồi ha. Thì rồi hình ảnh hình ngọn đuốc hay là ảnh giống như người ta tưởng tượng ra vậy thôi, cái hồi thì anh sẽ chỉ cho các em coi cái giống ngọn đuốc hay không, còn vỡ vào trong ngoài khúc mạc tức là vỡ ngọn mà nó không thể không rộng bụng thì bàn qua có hình giọt nước ra rồi. Cái hình rồi để các em thấy nhìn cái hình bên cạnh hình ve này, các em có thấy nó giống hình đúc hay không, thực ra thì các em cũng nhìn thì là gì, là khúc cản quan thoát vào trong bộ, các em sẽ để ý ở đây, đây là khúc cản quan đi vào trong bộ, quan nó thoát qua cái lỗ này nó đi vào trong bộ, người ta nghĩ nó là đúc, còn đây là hình nước bờ nó rất đều và nó nằm hoàn toàn. Dĩ nhiên khi các em gặp cái hình này thì các em sẽ biết rằng sở dĩ hôm qua cái hình này nó có khối nước tiểu ở xung quanh này, nó ép vào thì nó mới ra được hình này, thì nó ở hoàn toàn trong này ngoài hoàn này. Rồi tiếp theo là dĩ nhiên là trên một số cái trường hợp mình chụp phim X quang là mình chụp cái tia phóng từ sau ra trước, chính vì vậy cho nên là khi mà cái cơ thể mình đứng ở giữa thì theo cái bệnh viện chụp
phóng qua cái vùng đó thì các chỉ có gọi là hồ khoảng 2 triệu. Thì bây giờ các em muốn nếu như mà tổn thương nó nằm trên cùng một cái mặt cạnh đó, các em sẽ không thấy cái góc khuất nó nằm trên cái đường chụp của nó, các em sẽ không thấy. Các em phải cho ra ở một cái hình chụp khác gọi là chụp nghiêng. Thì để các em thay đổi cái định vị chụp của nó thì ở cái bệnh viện này các em thấy góc khuất tổng quan ra phía sau rất chính xác và rất hay. Bởi vì thực tế trên lâm sàng là mình không có chụp được cái tim rất ít, khi mình chụp cái đường nghiêng này thường vào cái trung thẳng còn bỏ sót một số cái trường hợp, nói cái trường hợp này thì ít gặp nhưng mà bỏ sót. Nha. Rồi, anh cũng nói thêm ha. Đây, mỗi món cổ nó lại dạng cái mặt quan một tuyệt. Và cái trường hợp này thì mặt quan không có vỡ đâu. Nó chỉ là một tổn thương khi cuối món cổ nó ép quan bên đây. Em thấy cái hình mặt quan này nó vẫn còn. Nó vẫn còn cái thẳng của nó lên. Rồi. Ở đây là cái hình gì? Có nghĩa là hiện tại nó sánh giữa cái hình mặt trước mắt tiêu hút cảnh quan với là sau tiêu hút cảnh quan, để người ta coi cái hút cảnh quan nó có thoát ra ngoài hay không. Cái trên đầu lúc này thì chưa tiên trong cái cấu trúc có mấu tổ ở giữa và thằng mặt quan xung quanh, các em quan sát nó cũng không có rõ. Tuy nhiên ở cái kim chụp tiếp theo các em thấy cái khối nối ở giữa nó cũng thay đổi, nó vẫn y chang như vậy nhưng mà nó hiện cái hình của cái giới hạn của mặt quan của xung quanh. Thì ở đây nghĩ được rằng đó là đây chính là một mẫu tổ tinh trùng ở trong mặt quan, không có thông thuốc ra ngoài. Tương tự ha, hình này khi mà cái tuyến có cảnh quan thì ta lại thấy có một cái bộ cảnh quan nằm ở phía trong. Như vậy thì trong này thì mình sẽ nghĩ được chuyện là có bộ một quan, được không? Những hình này tương tự ha, đây là cái hình mà nó ở phía trong của mặt, thấy cái cảnh quan nó len lỏi vào giữa các cái quan rồi, len lỏi thì đây là ở cổ trọng nè. Còn đây là cái hình mà sau khi mà bệnh nhân được điều trị cổ tổn trước lúc mổ thì bàng quang nó cỡ là một thuốc cản quang, cỡ là bàng quang nhanh nhở thuốc cản quang vào đây trong mổ. Sau khi người ta điều trị xong người ta chụp lại sau đó thì người ta chụp lưu bàng quang xong thì các thấy hình ảnh bàng quang nó tròn đều ha. Rồi trường hợp này là gì? Trường hợp này là cái chấn thương, chấn thương ở vùng chậu. Thì cái vấn đề này trong cái tình huống này thì cái vùng chậu nó đặt ra nặng hơn là cái vấn đề cái bàng quang. Bởi vì sao? Bởi vì cái bệnh cảnh nó rất là nặng, nó sẽ có sốc nhiễm trùng, nó sẽ có sốc mất máu nó đi kèm. Bởi vì